câu lạc bộ Hải Phòng trên làng tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. Trong một bài đăng vào tối mùng 5 tháng 9, Hải Phòng FC đã ra mắt tân binh Nguyễn Trọng Đại. Đội bóng đất cảng bật mí, khai giảng năm học mới với những học sinh mới sẽ vẫn còn nhiều học sinh chia tay và gia nhập lớp thầy Nghiêm. Đi kèm với đó là hình ảnh Trọng Đại đã đứng cạnh các thành viên đội bóng. Như vậy, sau khi rời Nam Định FC, Hải Phòng sẽ là bến đỗ tiếp theo của cựu đội trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để anh làm lại sau khi phải rời Nam Định theo cách khá cay đắng. Trước đó, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã quyết định sẽ không sử dụng tiền vệ Nguyễn Trọng Đại ngay trước khi giai đoạn 1 V-League 2023 khép lại. Theo đó, cựu cầu thủ U19 Việt Nam sẽ không có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng ở giai đoạn 2. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.